máy mài đĩa thắng xe mô tô MD350M. Máy mài đĩa thắng xe mô tô MD350M được thiết kế với kiểu dáng công nghiệp hiện đại. Kết cấu máy nhỏ gọn, rất cứng vững, độ phẳng và độ vuông góc giữa các mộc được cân chỉnh chính xác, nên các mặt mài của đĩa có độ phẳng và độ song song rất cao, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Máy có trọng lượng 220kg, kích thước 800x650x950mm. Động cơ trục mang đá có công suất 2 HP, 220V một pha, 2.800 vòng một phút. Động cơ trục mang dĩa có công suất 1/4 HP, 220V một pha. Máy MD350M mài được tất cả các loại đĩa của xe mô tô có trên thị trường Việt Nam. Ngoài chức năng mài bóng hai mặt đĩa, máy MD350M còn có chức năng tiện hai mặt đĩa, tạo thuận lợi cho khách hàng khi sửa chữa các đĩa có bề mặt lõm sâu và cong vênh lớn. Thực hiện mài hai mặt đĩa thắng cho một lần cá, đảm bảo độ song song giữa các mặt đĩa là tối ưu. Thao tác vận hành máy mài đĩa thắng MD350M, thao tác khởi động máy. Mở động cơ quay trục đá mài, đóng mở động cơ quay trục mang đĩa và động cơ bơm nước của máy. Quay tay quay bàn trượt dọc, bàn trượt sẽ chuyển động tịnh tiến về phía đá mài và ngược lại. Quay tay quay bàn trượt ngang, bàn trượt sẽ tịnh tiến về phía trước và ngược lại. Đúng liên hợp V-sai theo chiều kim đồng hồ và siết chặt lại, sau đó xoay đúng V-sai điều chỉnh, lượng cắt gọt theo chiều kim đồng hồ. Bàn trượt sẽ tịnh tiến về phía trước. Thao tác sửa đá. Quay tay quay cho bàn trượt dọc tịnh tiến ra xa đá mài, gá cán sửa đá và mũi sửa đá lên cúi đỡ và siết chặt lại. Quay đồng thời hai tay quay bàn trượt dọc và bàn trượt ngang cho mũi sửa đá tiến sát bề mặt đá cần sửa. Khởi động động cơ trục mang đá và quay tay quay bàn trượt dọc để tiến hành sửa đá. Thao tác vạt đĩa thắng. Gá đĩa lên máy, rồi lồng vòng đệm gá đĩa vào đĩa cật mài. Tiếp theo, vặn đai ốc có phần ren bên ngoài vào trục gá đĩa, dùng hai khóa siết chặt đĩa lại. Gá dao vặt đĩa lên cặp ve, rồi chỉnh tay quay cho dao tiến sát vào bề mặt đĩa. Khi mũi dao chạm vào bề mặt đĩa, xoay đúng vị sai điều chỉnh lượng cắt gọt cho phù hợp. Quay tay quay bàn trượt dọc để tiến hành vặt bề mặt đĩa. Sau khi vặt xong một bề mặt đĩa, ta tiến hành vặt mặt đĩa còn lại. Thao tác mài đĩa. Tháo gá dao vặt đĩa ra, gắn các te che nước lên máy. Quay tay quay bàn trượt ngang và bàn trượt dọc cho đĩa tiến sát lại vị trí đá mài. Mở động cơ quay trục mang đá, động cơ trục mang đĩa và động cơ bơm nước. Khóa núm ly hợp vi sai và siết chặt, rồi xoay núm vi sai điều chỉnh lượng cắt gọt và tiến hành mài đĩa. Sau khi mài xong một mặt đĩa, quay tay quay bàn trượt dọc để tịnh tiến đĩa ra xa đá, đồng thời quay tay quay bàn trượt ngang di chuyển đá mài sang mặt bên của đĩa. Tiếp theo, gá mặt đích áp vào mặt đĩa vừa mài, dùng đai ốc siết với lực vừa phải, tránh làm chảy xước mặt đĩa vừa mài. Khởi động các động cơ quay đá, quay đĩa và động cơ bơm nước, rồi tiến hành mài mặt đĩa còn lại tương tự như trên. Sau khi mặt đĩa được mài láng, tách đĩa ra khỏi mặt đá, mở đai ốc lấy mặt đích rồi lấy đĩa ra là quá trình mài đĩa thắng được hoàn tất. Lưu ý, để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình vận hành sử dụng máy mài đĩa thắng MD350M phải thường xuyên bôi trơn các mộc trượt tịnh tiến của máy và định kỳ kiểm tra mỡ bôi trơn các ổ trục quay của máy. Ngoài máy mài đĩa thắng MD350M, công ty Đức Công Nghệ còn sản xuất máy mài đĩa thắng xe mô tô MD350 có chức năng hoạt động tương tự. Tách Đức, công cụ đắc lực.